Những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Lào Cai đang đồng loạt ra quân, kiên quyết xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè. Công tác kiểm tra kiểm soát cũng được duy trì với sự tham gia của nhiều lực lượng. Tại một số tuyến phố có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, khu vực chợ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân đã được tăng cường. Không chỉ xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, bày bán hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định gắn với chỉnh trang đô thị, lực lượng còn ra soát bổ sung biển báo hiệu, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo các tuyến đường sạch đẹp, an toàn. Tuyên truyền vận động người dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn tự tháo dỡ cũng như là nhận thức được cái hành vi vi phạm của mình về trong cái việc lấn chiếm hành lang lòng đường vỉa hè để tự ý tự bỏ tháo dỡ những cái công trình cũng như là bày bán hàng hóa trên đường. Và đến cái giai đoạn thứ ba, tức là cái giai đoạn chúng tôi sẽ tiến hành xử lý. Được các cán bộ xuống nhắc nhở, tôi sẽ thực hiện tốt, tôi sẽ dọn dẹp về hệ thống khoáng để cho người đi bộ. Bên cạnh tuyên truyền, cảnh sát giao thông trật tự cũng chủ động phối hợp với các lực lượng khác thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè, hành lang thoát hiểm, quảng cáo giao vặt sai quy định. Tập trung tại các khu vực như cửa khẩu, chợ du lịch, đường Nguyễn Huệ, khu vực đền Thượng, quảng trường ga, công an thành phố Lào Cai cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường phối hợp cùng cấp ủy chính quyền tích cực vào cuộc nhằm lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. Phường chúng tôi xác định là chính là nâng cao cái ý thức của các tổ chức cá nhân và hộ gia đình ở trong khu dân cư để tự giác chấp hành các quy định về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, thành phố Lào Cai đang nỗ lực lập lại trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.